Tại sao ông già Noel chỉ dùng tuần lộc cái để kéo xe? Tại sao ông già Noel lại chui vào ống khói để tặng quà và còn nhét quà vào tất nữa? Và rốt cuộc thì tại sao lại có ông già Noel nhỉ? Hãy cùng chúng mình giải đáp trong số We Why tuần này ngay thôi nào! Ông già Noel có từ đâu nhỉ? Có từ những truyền thuyết của những người xưa. Mình đoán đấy. Nghĩ là về truyền thuyết thời xưa ấy, em không biết, mình không chắc lắm. Phụ huynh bịa ra. Nói thế chịu rồi chứ, biết sao giờ? Từ một ông già biến này. Ông già Noel là một cái người mà kiểu đi làm đồ chơi bình thường, xong tự dưng ông ấy có phép thuật, xong tự dưng ông có xe tuần lộc, ông ấy bay đi, xong rồi bắt đầu là ông ấy đi tặng quà trẻ em. Ông già Noel có thật không? Câu trả lời là có. Tuy nhiên, ông chắc chắn đã qua đời. Theo báo Washington Post, tất cả những hình tượng ông già Noel ngày nay là dựa trên hình tượng của ông. Vậy ông là ai? Theo nhiều nghiên cứu, ông chính là Đức Giám mục Nicholas, người Thổ Nhĩ Kỳ. Ông sùng đạo ngay từ nhỏ và dành trọn cuộc đời mình cho Cơ Đốc giáo. Ở lục địa châu Âu, ông thường được miêu tả như một giám mục có bộ râu dài, trong một bộ áo choàng theo phong cách kinh điển. Một giai thoại nổi tiếng về ông đó là chuyện về việc những đồng tiền vàng bỏ trong chiếc tất. Trong một lần đi dạo, ông đã gặp một gia đình nghèo có 3 người con gái đến tuổi cưới xin. Nhưng vì quá nghèo nên không ai muốn lấy họ. Tối đó, ông đã bí mật thả những đồng tiền vàng vào trong ống khói nhà đó. Và thật may mắn, chúng rơi trọn vào trong chiếc tất. Sáng hôm sau, người cha thấy điều kỳ diệu vừa ngạc nhiên vừa vui mừng khôn xiết. Bằng việc làm âm thầm đó của Nicholas, 3 chị em trong nhà đã được yên bề gia thất. Nicholas cũng rất nổi tiếng với những món quà hào phóng cho trẻ em. Hàng năm vào mùa đông, ông hay mặc thường phục đến những ngôi làng nhỏ để phát quà cho các cháu. Đây chính là hình ảnh đầu tiên về ông già Noel tốt bụng mà chúng ta vẫn biết ngày nay. Khi câu chuyện về Nicholas đến với đất nước Hà Lan thì ngài được gọi là Sinterklaas. Nhưng sau đó cái tên được đọc chệch đi và đến bây giờ thì người ta đã quen với cái tên Santa Claus. Thực tế đã có không ít tranh cãi xuất hiện xung quanh cuộc đời thực sự của ông. Báo Telegraph từng đưa tin rằng Nicholas đã mất vào năm 343, sau đó được chôn cất ở ngôi đền Saint Nicholas ở Damre, bên bờ biển Địa Trung Hải thuộc Thổ Nhĩ Kỳ. Ông mất đi, nhưng những gì ông để lại khiến người dân vô cùng cảm phục, và họ đã duy trì hình tượng ông già Noel cho đến tận ngày nay. Việc bỏ quà vào tất cũng bắt nguồn từ chính câu chuyện kể trên. Chắc là kiểu con tuần lộc nó kiểu tượng trưng cho cái gì đấy, nó cứ phép thuật nó lạ lạ, kiểu trông nó cứ rất là Giáng sinh, kiểu nhìn nó là không khí Giáng sinh các thứ, với cả là nó sống vùng lạnh ấy, nên là nó như thế. Bởi vì theo mình là nơi ông sống không có trâu bò để ông cưỡi, tại vì ông ấy lười đi xe. Tại vì ông già Noel không có bằng lái xe. Các bạn biết không, tuần lộc là một loài vô cùng đặc biệt. Và sự đặc biệt của nó chính là đáp án của câu hỏi này. Thứ nhất, tuần lộc chạy rất nhanh, dễ dàng đạt tốc độ 80 km/h, thậm chí là 100 km/h khi bị truy đuổi. Nó cũng rất khỏe, chịu được tải trọng khá lớn và có sức đề kháng rất tốt. Bộ lông mượt, dày giúp chúng giữ ấm hoàn hảo cho cơ thể và hệ thống tuần hoàn. Vì thế, chúng là phương tiện hữu hiệu để giúp người Bắc Cực di chuyển và chuyên chở hàng hóa ở vùng băng tuyết. Các thống kê khoa học cho thấy, mỗi năm tuần lộc di chuyển khoảng 5.000 km. Nó được xem là loài động vật có vú trên cạn di chuyển nhiều nhất, chỉ thua duy nhất loài động vật có vú sống dưới nước là cá voi lưng gù mà thôi. Thứ hai, một ưu điểm đặc biệt của tuần lộc là sự im lặng của chúng. Tuần lộc đực hầu như chỉ kêu trong mùa giao phối, tức mùa thu, còn con cái thường chỉ kêu khi sinh sản vào mùa hè. Do biết giữ mồm giữ miệng, tuần lộc rất phù hợp cho nhu cầu di chuyển lặng lẽ vào ban đêm. Với tất cả những điểm tốt đẹp trên, không có gì ngạc nhiên khi tuần lộc lại được ông già Noel chọn kéo cỗ xe phát quà Giáng sinh của mình. Nhưng bạn biết không, có vẻ đàn tuần lộc của ông già Noel chỉ toàn là con cái thôi, vì đàn tuần lộc này đều có những nhánh sừng ở trên đầu, mà tuần lộc đực thì thường rụng sừng vào cuối mùa giao phối, tức mùa đông, trong khi những con cái thì không như vậy. Theo truyền thuyết, ông già Noel phải chọn con có sừng vì chiếc sừng của tuần lộc có khả năng thu nhận tất cả những ước mơ của trẻ em trên toàn thế giới. Nếu được kéo bởi những chú tuần lộc mất sừng, cỗ xe của ông già Noel cũng thiếu sự khí thế đi rất nhiều, phải không nào?
Theo mình là bởi vì bộ đồ màu đỏ nó là có một cái phong thủy may mắn á. Màu đỏ tượng trưng cho may mắn. À, mình nghĩ là màu đỏ hợp phong thủy ạ. Mình nghĩ là để thu hút trẻ em. Ôi trời ơi. Mình nghĩ là cho ông già Noel phải mặc đồ đỏ cho nó cháy đi qua bầu trời, nó phải bùng lên nó phát như bầu trời đen. Chứ kiểu ông ấy mặc màu đen, bầu trời ông ấy đi qua màu đen thì chả ai gì thấy cả. Từng có rất nhiều lý giải khác nhau về việc ông già Noel luôn mặc bộ đồ màu đỏ các bạn ạ. Nhiều người cho rằng có hình ảnh này là do một chiến dịch quảng cáo của hãng Coca-Cola vào năm 1930. Hãng đã chọn một mẫu quảng cáo vẽ ông già Noel mặc bộ đồ màu đỏ, tay cầm một chai Coca-Cola. Chiến dịch này từng thành công vang dội và mang hình tượng ông già Noel với bộ đồ màu đỏ lan truyền khắp mọi nơi trên thế giới. Nhưng một số nghiên cứu khác cho thấy, bộ quần áo màu đỏ đã bắt nguồn từ bộ lễ phục giám mục của Thánh Nicholas ở thế kỷ thứ 4 rồi. Một số lý giải khác cũng y như các bạn nói, là màu đỏ là màu của hy vọng và ước mơ. Nên ông già Noel mặc màu đỏ là để mang may mắn và chở theo điều ước của các bạn nhỏ đấy. Dù hiểu theo cách nào đi chăng nữa, màu đỏ cũng thật nổi bật giữa thời tiết giá lạnh của Noel phải không nào? Và nó thật sự tạo nên hình ảnh một ông già Noel hoàn hảo trong mắt của chúng ta. Một mùa Giáng sinh nữa lại đến rồi. Năm nay bạn mong ước điều gì? Mình thì mong mỗi ngày lại có thêm thật nhiều kiến thức để chia sẻ với các bạn. Và nếu còn thắc mắc gì về ông già Noel hay bất cứ một chủ đề nào thì đừng ngần ngại chia sẻ với chúng mình nhé. Bây giờ thì thời lượng của chương trình đã hết rồi. Hẹn gặp lại các bạn trong số WeWhy tuần sau.